Hi there, welcome to Learn Vietnamese Through Stories, and this is the fourth episode at the hospital, or bệnh viện, okay? So today, there will be two stories in total. Let's start with the first one, đi khám. As usual, I will run through the vocabulary. Bác sĩ means doctor. Bệnh nhân is the patient. So you know the word bệnh means to be sick. Right, bệnh nhân, patient. Khám is when you want to have a health check. Thuốc is medicine, drug. Bệnh is, yeah, is illness, sickness. If it is an adjective, it means to be sick. Hết bệnh is when you recover from the illness, and if you see the word khỏi bệnh, it also means the same thing. Chắc chắn is an adjective and it means to be sure, to be certain. Quay lại is to return. Bác sĩ, bệnh nhân, khám, thuốc, bệnh, hết bệnh, khỏi, chắc chắn, quay lại. Alright, and I will tell you the story. Đi khám. Sau khi khám, bác sĩ đưa thuốc cho bệnh nhân. Bệnh nhân hỏi bác sĩ. Bác sĩ, uống xong số thuốc này, tôi sẽ hết bệnh được không? Bác sĩ nói, chắc chắn là khỏi. Bệnh nhân, vì sao ông có thể chắc chắn được chứ? Thì từ đó đến giờ, ai đến, tôi cũng đưa thuốc này. Mà đến nay, chưa có ai quay lại. Okay, I will repeat the story for you. Đi khám. Sau khi khám, bác sĩ đưa thuốc cho bệnh nhân. Bệnh nhân hỏi bác sĩ. Bác sĩ, uống xong số thuốc này, tôi sẽ hết bệnh được không? Bác sĩ nói, chắc chắn là khỏi. Bệnh nhân, vì sao ông có thể chắc chắn được chứ? Thì từ đó đến giờ, ai đến, tôi cũng đưa thuốc này. Mà đến nay, chưa có ai quay lại. Let's move on to the second story, uống thuốc. And let's run through the vocab. Đầy is an adjective, means to be full. Full of something. Uống thuốc is when you take the medicine. Remember that in Vietnamese we use the verb to drink the medicine, not to take the medicine. So it is uống thuốc, okay? Túi is the bag. Lo lắng is to be worried. And yeah, if you hear somebody say lo, it also means to be worried. So lo lắng and lo means the same thing. Xanh can be green, can be blue. So xanh lá cây is green. And blue is xanh nước biển or xanh da trời. Okay, it doesn't matter. Vàng, yellow. Đỏ, red. Thiếu. Lack or deficient. The word thiếu can be a verb, it can be an adjective, and it depends on the context that you can deduce the meaning. So let's move on to the story. Uống thuốc. Một anh đến nói với bác sĩ. Sau khi khám, bác sĩ đưa cho anh ấy một túi thuốc lớn. Bác sĩ nói, buổi sáng anh uống một viên thuốc màu xanh này với một ly nước đầy. Buổi trưa sau khi ăn xong, uống viên thuốc màu vàng này với một ly nước đầy. Và đến trước khi ngủ, anh cũng uống viên thuốc màu đỏ này với một ly nước đầy nhé. Anh ta lo lắng hỏi, tại sao tôi phải uống nhiều loại thuốc thế này? Tôi bị gì? Bác sĩ nói, à, anh chỉ bị thiếu nước thôi. Okay, I will tell you the story again. Uống thuốc. Một anh đến nói với bác sĩ. Sau khi khám, bác sĩ đưa cho anh ấy một túi thuốc lớn. Bác sĩ nói, buổi sáng anh uống một viên thuốc màu xanh này với một ly nước đầy. Buổi trưa sau khi ăn xong,
uống viên thuốc màu vàng này với một ly nước đầy. Và đến trước khi ngủ, anh cũng uống viên thuốc màu đỏ này với một ly nước đầy nhé. Anh ta lo lắng hỏi, tại sao tôi phải uống nhiều loại thuốc thế này? Tôi bị gì? Bác sĩ nói, à, anh chỉ bị thiếu nước thôi. So, this is the end of today's episode. Until next time.